điều hay ấy chúng em được biết, chính cô dạy em thế. Vâng, đó chính là lời ca gửi gắm lòng biết ơn của các em học sinh đối với công lao của các thầy cô trong sự nghiệp trồng người. Chúng ta hãy cùng thưởng thức tiết mục múa ở trường Cô dạy em thế do các em học sinh lớp 3B trường tiểu học Phúc Sơn trình bày. Xin một tràng pháo tay để cổ vũ động viên các em. Hiện tại ban tổ chức có giữ một chiếc chìa khóa nhãn hiệu hãng Honda. Vậy thông báo